lại quý vị trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta có Tường xin trân trọng giới thiệu những vị khách mời lần đầu tiên xuất hiện với chương trình, chuyên viên tâm lý Ngô Minh Uy và ca sĩ Thụy Vũ. Ngoài ra chương trình còn có sự đồng hành của bạn Mai Huyên, anh Thanh Phú và chị Kim Ngọc. Thưa quý vị, một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha làm mẹ đó chính là việc định hướng cho học tập của con. Thế nhưng là cho con học cái gì, học như thế nào và học để làm gì? Liệu cái việc học của các con có đúng hay không? Và việc định hướng của cha mẹ dành cho con cái có hiệu quả hay không? Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây để chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như là những khó khăn trong vấn đề các bậc phụ huynh làm sao để định hướng tốt cho con trong việc học tập. Và bây giờ trước tiên chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một đoạn clip ngắn. Hiện nay có một số phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con em mình cho nhà trường và thầy cô. Sự quan tâm lớn nhất của những phụ huynh này chỉ là kết quả học tập của con cái mà thôi. Trong khi đó, những đức tính, phẩm chất giúp định hình nhân cách của các em thì ít khi được gia đình chú trọng. Nhiều gia đình cũng có quan tâm dạy dỗ con cái nhưng thường được thực hiện một cách cảm tính như hoặc quá nuông chiều con hoặc lại quá khắt khe. Điều này cũng phản ánh sự mất tự chủ của cha mẹ trong việc rèn luyện cho con cái, dẫn đến nguy cơ trẻ em dễ bị lệch lạc ít nhiều về nhân cách và thái độ ứng xử ngay từ trong gia đình. Bên cạnh đó, khi cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất ngày nay, nhiều trẻ em đang bị cuốn vào những trang web thiếu lành mạnh trên Internet, chơi game online bạo lực, tiêm nhiễm những lối sống chạy theo thị hiếu nhất thời được quảng bá liên tục trên mạng thông tin. Nếu gia đình thiếu sự giáo dục định hướng kịp thời, các em dễ bị phát triển lệch lạc về mặt tâm sinh lý, ảnh hưởng không tốt đến lối sống, hành vi ứng xử của các em. Giáo dục trong nhà trường không thể thay thế hoàn toàn nền tảng giáo dục trẻ em trong gia đình, vì chính gia đình là môi trường tác động trực tiếp và thường xuyên nhất đối với nhân cách, đạo đức của trẻ em. Vậy gia đình cần làm gì, làm như thế nào? Các bậc phụ huynh cần được trang bị gì thêm về mặt kiến thức, kỹ năng để đạt hiệu quả cao hơn trong giáo dục định hướng con em ngay từ trong tổ ấm? Trước tiên thì các Tường muốn hỏi Vũ trước đi. Làm hiện nay cháu mình là ở nhà mình có bao nhiêu cháu rồi? Thì Vũ mới có 4 cháu. Vũ mới có 4 cháu à. Cháu lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu? Lớn nhất là 11 tuổi, vừa mới xong lớp 5. Còn nhỏ nhất thì mới chuẩn bị sanh. Nhiều cái thông tin, bởi lâu ngày không gặp đồng nghiệp cũ mà thấy những cái thông tin bất ngờ quá. Không biết là hiện nay tình hình học tập của mấy cháu ở nhà thì như thế nào hả Vũ? Tình hình học tập của mấy cháu ở nhà rất là tốt. Thì Vũ có những cái kế hoạch riêng giáo dục cho các bé. Còn nhỏ như vậy mà đã định hướng cho việc học tập của bé rồi hả? Chắc chắn là có. Định hướng như thế nào? Ví dụ như bé lớn nhất đó là mới sao học xong lớp 5 thì Vũ định hướng cho con như thế nào? Thực sự trong cái giáo dục thì Vũ nghĩ rằng là cái sự phát triển toàn diện về con người, chứ không riêng gì chúng ta chú tâm về cái kiến thức về khoa học. Cho nên thì Vũ dành rất là nhiều thời gian để mà phát triển những cái kỹ năng khác ngoài cái vấn đề toán lý hóa hoặc là những cái văn hóa trong trường. Mà Vũ có phát hiện là bé có cái đam mê gì hay cái năng khiếu gì hay cái gì nổi trội trong các cái môn học của mình chưa? Cái đó là cái mình phải nhìn ngay từ đầu khi mà bé bắt đầu 4-5 tuổi là bắt đầu bộc lộ những cái năng khiếu của mình rồi. Ví dụ như đứa lớn của thì Vũ, mặc dù mình rất là muốn con là học học đàn, học hát, nhưng mà thực sự thì khi tới 4-5 tuổi thì mình thấy là bé không có thích cái đó. Và khi con người ta mỗi một cái bản tính khác nhau, cho nên khi mà mình ép người khác làm những cái việc mình không thích thì thực sự đó là mình đang hành hạ những đứa con của mình hoặc là hành hạ những người khác. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm như vậy, mà mình sẽ phải thích cái gì. Giờ con nhà là thích cái gì, nó có năng khiếu gì? Năng khiếu là những cái sao hành tinh, rồi những cái vụ nổ Big Bang, những cái hình thành vũ trụ, rồi con người từ đâu ra. Vậy á hả? Vâng, cảm ơn Vũ. Huyên, bạn thì sao ạ? Theo em thấy là phụ huynh vẫn còn rất là chú trọng vào thành tích của con em mình, lúc nào cũng muốn con em mình đi học là phải thật là giỏi, bằng bạn bằng bè. Nhưng mà em thấy điều đó cũng không có tốt lắm. Bạn xin lỗi, là bạn đã có gia đình chưa, có cháu nào chưa? Dạ em có gia đình rồi, nhưng mà bé nhà em thì rất là nhỏ. Nhưng mà em thì làm việc trong môi trường giáo dục. Cỡ con bao nhiêu tuổi thì mình bắt đầu định hướng cho con trong cái việc học tập? Theo như em nghĩ là từ nhỏ luôn, bắt đầu từ cái lứa tuổi mẫu giáo thì mình cũng để ý cho con em mình. Giống như là bây giờ thì
Quý vị cũng biết là em bé mà khoảng vài tuổi thôi là bắt đầu được sinh rắc vân tay rồi, để phát hiện điểm mạnh, điểm yếu của em bé đó. Đây là khoa học đúng không ạ? Và khi mà phát hiện điểm mạnh, điểm yếu rồi thì phụ huynh dễ dàng tập trung hơn, phát triển cái năng khiếu của con em mình. Anh Phú Quân nghĩ sao ạ? Tại vì bản thân tôi cũng là thầy giáo, nhà tôi cũng là tốt nghiệp đại học, nên chúng tôi nhìn nhận cái góc độ mà giáo dục một đứa trẻ đó nó thoáng hơn. Có thể tôi nghĩ là thoáng, không o ép các cháu, nhưng mà khi con mình còn nhỏ thì cái sinh hoạt của nó trong gia đình đó, thì mình cũng phải quan tâm đến coi cái sở thích, cái món đồ chơi nó thích, và những cái câu nói mà nó hay đề cập đến, hay là mình thấy cái khuynh hướng của đứa trẻ nó phát triển cái gì, thì mình sẽ đầu tư cho nó phát triển cái đó. Cho mấy cháu, và cháu bao nhiêu tuổi? Hai đứa cháu trai, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi. Yeah. Mình hỗ trợ cho cháu để cháu hoàn thành việc học trong trường. Bên cạnh đó mình phát triển cái năng khiếu, các cái loại hình, các cái môn thể dục thể thao mà phù hợp với lứa tuổi của cháu, để đầu tư về cái sức khỏe, mà đó cũng là một cái kỹ năng. Ví dụ hiện nay con tôi, hai đứa là hai cháu đều biết bơi hết, mỗi cháu bơi được 4 kiểu, rồi hai cháu đang chơi câu lạc bộ bóng rổ, rồi hè này tôi cho hai cháu bắt đầu đi học võ. Chị Ngọc, con chị bao nhiêu tuổi đó chị Ngọc? Chị mấy cháu? Chị thì được 3 cháu. Ba cháu. Con trai lớn của chị là năm nay 30 tuổi rồi. Dạ. Cháu đi làm, đã có gia đình. Con trai thứ hai thì năm nay 24 tuổi. Dạ. Rồi đứa út thì 14 tuổi. Dạ. Chị có khó khăn gì trong cái việc vấn đề việc học hành của con không? Chị thấy nó có khó khăn gì không chị? Tại vì chị là cái người mẹ đi theo sát con nhiều nhất, cho nên là con nó thích cái gì hay là nó muốn cái gì là mình biết liền cho nên là mình đáp ứng theo cái sở thích của nó. Mình có ép con hay là mình muốn đưa con theo cái định hướng do cái sở thích, cái nguyện vọng của mình không, hay là để cho con phát huy theo cái khả năng của nó? Lúc đầu cái đứa lớn á thì chị cũng gò ép nó. Nó thì nó không có thích cái môn mà nói về nhạc lý á. Chị thì chị mê lắm. Muốn cho nó đi học đánh trống mà nó không thích. Chị cũng ép nó, rồi cuối cùng nó cũng theo. Nhưng mà nó thì nó thích đam mê kinh doanh hơn. Ngay từ bé nó đã đam mê kinh doanh rồi. Không biết là Vũ theo bằng dưới có những cái khó khăn gì không trong cái vấn đề mình định hướng giáo dục cho con? Thực sự cái khó khăn nhiều nhất là thời gian. Cái thời gian ở trong trường nó chiếm tới 80% cái thời gian để cho mình phát huy những cái kỹ năng khác, để mình giáo dục những cái kỹ năng khác cho bé. Thì Vũ rất là ước ao làm sao có những cái mô hình học mà trẻ chỉ đến trường một buổi thôi, còn một buổi ở nhà, để được đi học những cái kỹ năng sống, những cái môn về kỹ năng, hoặc là nhà trường chúng ta đào tạo là những cái chính quy là buổi sáng, còn buổi chiều là đào tạo về kỹ năng, ví dụ như bơi, lội, võ thuật hay là cái gì đó. Đây là một vấn đề đặt ra cũng rất là hay trong chương trình ngày hôm nay. Chắc là bây giờ mời anh Uy, anh cho biết ý kiến của anh về những cái anh thấy hiện trạng ngày nay của các bậc phụ huynh, những suy nghĩ như vậy, và thêm cái ý kiến của anh Vũ nữa là anh muốn rằng là nên chăng mình ít cái giờ học chữ lại, học văn hóa lại, mà thêm vào học những cái kỹ năng. Quý anh nghĩ sao về những cái vấn đề này? Trước tiên là tôi rất là đồng tình với anh Vũ chuyện đó. Theo như những gì tôi vừa mới nghe đó, thì tôi nghĩ là nếu mà mọi phụ huynh đều như thế thì quá tốt. Có vẻ như là mình lưu tâm rồi cho con cái tự do rồi vân vân. Nhưng mà trên thực tế tôi thấy không phải vậy. Tức là có rất nhiều phụ huynh không phải giống như các vị vừa nói. Cái đầu tiên đó, mình nghĩ là mình để cho con tự do, nhưng mà mình định hướng cho con đó, và cái định hướng đó mình tưởng là phù hợp với con, nhưng có khi nó không phù hợp. Tôi lấy ví dụ như thầy Phú nói là mùa hè thầy cho đi học võ, thì không biết là hai đứa con của thầy nó có thích học võ không. Cô Huyên khi mà nói là ví dụ như mình cho đo sinh trắc vân tay, rồi xem thử là nó phù hợp với mắt, tai, mũi, miệng gì đó, rồi mình cho nó học cái môn phù hợp, thì tôi xin nói rằng cái đó nghe có vẻ phù hợp, nghe có vẻ khoa học. Sinh trắc vân tay thì là khoa học, nhưng cái kết quả của sinh trắc vân tay và cái định hướng giáo dục á là không biết đâu là khoa học hết. Ví dụ như đứa trẻ nó thiên về mắt thì có vô vàn nghề mà là cái mắt nó định hướng phát triển. Cho nên mình nghĩ là rất khoa học khi mà mình cho nó làm sinh trắc vân tay, rồi mình định hướng nó, nhưng mà mình biết nó thế nào mà định hướng. Thì quan điểm của tôi đó, khi tôi làm về vấn đề tâm lý và giáo dục đó, thì tôi luôn luôn đề cập với các phụ huynh là có những cái cách rất đơn giản mà phụ huynh có thể đỡ mệt mỏi với cái thời lượng mà mình ít và đỡ vất vả cho đứa con đó, là đứa con nó muốn cái gì,
thì mình cho nó theo hướng đó. Nhưng đó mà theo cái... như anh thì trong cái việc mà các bậc phụ huynh định hướng cho con cái trong việc học, nó có gặp những cái khó khăn gì hay không đối với các bậc phụ huynh? Các bậc phụ huynh đó là vì mình muốn theo ý của mình, cho nên mình thấy khó khăn. Cho nên mình thấy khó khăn vì là mình dẫn một người khác đi theo mà. Nhiều khi là nó trật đường, nó đi lệch qua và mình phải uốn nắn đó, mình phải gò đó. Tuy ví dụ như là cô Ngọc thì tôi nghĩ có thể là cô có kinh nghiệm với đứa con đầu 30 tuổi đó, là mình đã gò nó. Dạ. Và đôi khi đứa con nó làm theo cái đó, nhưng đến một ngày nó bảo đó không phải ý thích của nó. Thì cái đó mới là đau khổ. Và như vậy thì quý vị khách mời ở đây thấy thì cái nguyên nhân gì mà tại sao các bậc phụ huynh cứ thích gò con mình hay là ép con mình đi theo cái nguyện vọng của mình? Vũ nghĩ sao? Thực sự thì Vũ có hơi trái chiều với anh Uy ở cái chỗ này chút xíu, rằng là một đứa bé nó thì thực sự về cái ý thức của nó chưa có phát triển hoàn thiện đâu, cho nên là nó cần phải cái góc nhìn của người lớn nữa. Cho nên chúng ta không thể, thì Vũ cá nhân mình thôi, không có thả lỏng cho những đứa trẻ của mình nó được làm tất cả những cái thứ nó thích. Bởi vì chắc chắn nó sẽ thích game, nó sẽ thích những cái mà không có tốt đó. Cho nên là người lớn sẽ phải có những cái định hướng, nhưng mà cái định hướng của mình dựa trên những cái thiên phú của trẻ, chứ không thể nào có những bậc phụ huynh người ta không phải định hướng cho con dựa trên những cái khả năng của con, mà người ta dựa trên những cái nguyện vọng của gia đình. Bởi vì thường thấy rất là nhiều gia đình, ví dụ như là gia đình làm bác sĩ thì muốn con là ngay từ nhỏ bắt con phải học ngành y để chuyên về những cái gì đó để theo bác sĩ. Có những người ví dụ như cô thích ca hát, ví dụ như các Tường thích là đóng kịch đóng phim, thì ngay từ nhỏ dắt con theo mình vào cái môi trường nghệ thuật để muốn con sau này sẽ đóng phim đóng kịch như mình. Đó là sở thích của cha mẹ đó. Cái đó thì không nên, thì cô nói cái đó là không nên rồi. Nhưng mà chúng ta thả lỏng tất cả, con cái muốn làm cái gì là mình cứ nương theo tất cả như vậy thì đôi khi nó sai. Tại vì cái ý thức của trẻ nó chưa có, cho nên những cái mà nó muốn chưa chắc đã là những cái tốt và những cái đúng sau này. Cho nên mình vẫn quan sát cái sự thiên phú, nhưng mà mình vẫn phải kiểm soát cái hướng phát triển. Và nếu khi mà bạn phát hiện ra con bạn có một cái khả năng thiên phú gì đó, ví dụ cụ thể như trường hợp con của bạn, bạn thấy nó có khả năng gì thì lúc đó bạn ứng xử, bạn xử lý. Thì ví dụ như con trai của Thùy Vũ, thì khi mình phát hiện ra nó đam mê vào khoa học thì Thùy Vũ bắt đầu đã cho tiếp cận với điện tử, cho tiếp cận với robot, và chỉ trong vòng một tuần lễ là bé có thể ngồi code và làm được con robot tự theo ý thích của mình. Tôi cũng đồng tình với anh Vũ cái chỗ mà người lớn mình phụ huynh thì con mình còn nhỏ, khi đó mình phải tác động mà theo cái định hướng của gia đình. Cái đó là cái sự giúp sức cho bé khi còn trẻ, khi còn nhỏ. Cái thứ hai nữa thì tôi thấy tại sao mà như chị Cát Tường nói là nhiều phụ huynh cứ định hướng theo cái nghề nghiệp của gia đình, thì tôi thấy cái đó nó không có sai, mà đó là nó tôn vinh cái giá trị truyền thống của nghề nghiệp của cha, của mẹ, của ông bà. Thì cái điều đó nó phù hợp với cái văn hóa của người Á Đông mình. Thì cái điều đó cũng rất hay, nếu cha làm bác sĩ mà đầu tư cho con được làm bác sĩ. Trước tiên tôi xin nói cái phần mà anh Vũ phản đối đó, và có vẻ các vị cũng đồng tình đó, là nói là không phải là để con tự do. Tôi xác nhận điều đó là đúng, tức là không phải để con tự do. Ví dụ như chơi game, tại sao mình không cho nó chơi game? Vì game đã được các nhà khoa học xác minh rằng nó gây hại cho đứa trẻ. Những cái câu chuyện mà khi nãy giờ mình nói đó, tôi thấy đặc biệt là đối với người Việt Nam hay là người Á Đông đó, thì cái vấn đề mà con cái học hành đó được cha mẹ rất quan tâm, và tôi nghĩ là có thể là mình nhìn thấy quan tâm hơn phương Tây nữa. Vì cái đó là điều rất là đáng mừng. Nhưng mà chính cái đó nó gây ra áp lực cho đứa con. Cho nên tôi vẫn giữ quan điểm, cái này không phải quan điểm của tôi mà là quan điểm dựa trên khoa học, về tâm lý học, là phải dựa trên cái mà đứa trẻ nó muốn, chứ không phải là dựa trên ý muốn của cha mẹ. Ví dụ như mình nói là để vinh danh cái nghề mà ông bà đã từng làm, rồi đến cha mẹ, rồi đến nó đó. Mình vinh danh cái đó để làm gì? Vấn đề là đứa trẻ nó có làm được và nó có hạnh phúc với cái nghề của nó hay không, chứ không phải là để vinh danh cái gia đình đó. Mai Huyên, bạn có ý kiến nào khác nữa không ạ? Dạ, theo như em thấy thì trong cái việc mà định hướng cho con em mình thì phụ huynh sẽ có sự hỗ trợ rất là tốt từ phía nhà trường nếu mà mình chọn cho con em mình một cái môi trường giáo dục phù hợp. Theo như bạn thì mình tạo cái môi trường học cho con mình là mình nên chú trọng về vấn đề gì? Về những cái kiến thức mình muốn con mình nhận thấy, nhận biết, hay là về những cái kỹ năng con mình có thể học được? Theo em thì là cả hai ạ. Chị Ngọc chia sẻ thêm, chị là đã kinh nghiệm con, chị bây giờ cũng đã lớn rồi. À chị hả, thì chị có những cái khó khăn gì, hay là có khi nào chị có một cái cụ thể, một cái trận nào đó mà trận chiến giữa mẹ và con trong cái việc định hướng học tập của con chưa? Thì như chị đã nói, bé lớn của chị
là chị lúc đó bé trai bé gái bé trai chị ba trai hết dạ ba trai à, bé lớn thì chị chưa có kinh nghiệm cho nên là mình cứ muốn là nó theo ý của mình thì nó cũng vâng lời, nó cũng vẫn đi học đánh trống, nhưng đến khi nó lớn lên á nó vẫn làm theo ý của nó. Hai cháu sau á làm sao chị biết là cháu thích cái gì, bắt đầu phát hiện từ lúc nào? À, khi mà cháu học cấp 1 thì nó đã biểu hiện được là nó thích cái gì rồi. À, như cái đứa kế á thì nó thích là cái công việc mà thủ công, có nghĩa là nó may vá hay là nó làm nghề thế này thế nọ đó, thì chị thấy là nó đúng, hiện tại bây giờ nó đang làm nghề đó. Rồi cái đứa cuối cùng á thì nó có vẻ như là nó thích về nghệ thuật hơn. Nghe anh Huy chia sẻ vậy thì tự nhiên Tường lại nghĩ ra rằng nếu như vậy thì mình khi mà mình có được cái tiếng nói chung á, giữa cái việc định hướng việc học tập cho con cái của mình với cha mẹ thì có lẽ là nó quá tốt đẹp rồi. Ví dụ như gia đình mình là làm nghề giáo mà mình định hướng con mình làm giáo viên mà con mình nó yêu thích cái nghề đó thì cái gì không có gì để bàn cãi, đúng không? Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta con còn nhỏ thì thực sự mình cũng chưa biết là con muốn cái gì. Vậy thì ở đây nó có một cái vấn đề là vậy thì khi mà mình đã định hướng cho con làm giáo viên thì mình phải tạo ra một cái môi trường học tập cho con như thế nào tốt nhất để mà nó có thể yêu thích cái công việc mà cha mẹ đã định hướng, tạo làm sao cái hứng thú vậy, cái ham muốn cho con để nó cảm thấy là cái nghề giáo viên đối với nó là một cái nghề gì đó cao quý và nó cũng thích thì có thể nó sẽ theo cái nguyện vọng của mình. À, nhưng mà trong cái quá trình mình dẫn dắt cho con mình học thì nhiều khi nó lại có những cái bị bẻ chĩa, nó không đúng ý của mình. À, nếu như mà cái việc định hướng này nó không đúng thì theo như quý vị nghĩ rằng là nó sẽ có những cái trường hợp gì nó không hay nó sẽ xảy ra? Có một cái điều tôi xin phép nói trước là thế này, làm sao để có được cái sự thống nhất á, dạ. Thì cái đó nó phải gia tăng cái khả năng đối thoại giữa cha mẹ và con cái. Thì trong rất nhiều năm tôi làm việc ở nhà thiếu nhi thành phố và tôi làm việc với rất nhiều phụ huynh đó, họ nói là tôi nói chuyện với con tôi hàng ngày. Thì tôi mới hỏi là quý vị nói như thế nào? Thì tức là nói như vậy đó thì ngày nào cũng nói. Nhưng mà thật ra là có một mình cha mẹ nói thôi. Thì nó không phải đối thoại. Vậy thì có bao nhiêu phụ huynh đã đối thoại được với con hàng ngày? À, Vũ, bạn có nghĩ là bạn có đối thoại được với con hàng ngày không? Thì Vũ thì có một cái quan điểm như thế này. Thì thực sự những đứa trẻ của Thị Vũ khi mà nhìn thấy bố là một hình ảnh rất là nghiêm khắc và không dám rồi, giỡn mặt đâu. Nhìn mà tôi còn thấy sợ nữa đây, không chi không dám giỡn mặt. Nhưng ở cái góc độ là khi mà mình muốn phạt con thì bao giờ mình cũng ngồi xuống mình nói kể hết tất cả những cái lỗi của con ra, và rồi tới con nói, rồi con thấy là cái lỗi này của con đúng hay sai, đúng là bố cho một roi. Đó. Và khi mà một đứa trẻ nó bị phạt á, thì nó phải nhận ra được cái lỗi của nó cơ, thì nó mới có cái giá trị của cái hình phạt. Cái này chắc cũng phải đối thoại. tôi thấy như thế này các bạn. Thực tế thì ở góc độ của tôi thì tôi phát biểu cái này là của một người làm giáo dục ha. Thì cái giáo dục truyền thống đó hiện nay chúng ta nó sao nhãng hơn. Chính ra nếu chúng ta đề cao cái giáo dục truyền thống á, ở đây có nhiều cái truyền thống lắm, kể cả cái truyền thống lịch sử của dân tộc luôn. Mà nếu chúng ta mạnh mẽ từ trong gia đình đi ra đó, thì nó sẽ duy trì rất là tốt. Còn đó là cái trong gia đình. Còn nếu mình thấy đứa trẻ con mình nó lại có những cái thiên phú bẩm sinh mà nó phát triển theo một hướng khoa học kỹ thuật khác, thì chúng ta cũng đừng hẹp hòi mà chúng ta để bẻ nó theo mình, mà chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ nó. Cái áp lực đó là do tại vì có nhiều cái yếu tố. Cuộc sống ngày hôm nay là phụ huynh mình á, ít có thời gian quan tâm đến con. Thành ra cái yêu cầu đặt ra của gia đình, mà chính cái yếu tố này là người lớn mình thiếu quá nhiều cái chia sẻ để nó đi đến cái quyết định đúng. À, em muốn hỏi chị Ngọc là chị, vì chị có nhiều kinh nghiệm, bây giờ con chị đã lớn rồi mà chị ba cháu lận về, thì sau những cái mà chị áp dụng những cái cách để giáo dục riêng của chị thì hiện nay tình hình học tập của các con chị như thế nào? Thì chị thấy là rất là tốt, yeah. Thì hai đứa sau thì chị để theo cái ý thích của nó. Mình theo dõi, rồi mình góp ý, rồi mình lắng nghe nó nói gì và thấu hiểu nó muốn gì thì mình sẽ đáp ứng. Chị thấy là rất là được, yeah. Như là các cháu nó học hành rất là tốt. Còn hai đứa lớn thì bây giờ công việc của cháu rất là ổn định. À, Vũ, sau khi mà bạn phát hiện ra con mình là thích những cái gì nó nghiêng về khoa học, rồi bạn cũng tạo môi trường cho con bạn như vậy, thì hiện nay tình hình con bạn như thế nào? Thì Vũ có một cái cách giáo dục
một cái mô hình giáo dục của riêng mình mà khi nói ra chắc tất cả quý vị đều rất là ngạc nhiên. Đó là thầy Vũ không có cho con đi học mẫu giáo. Những đứa trẻ lớn lên là vào lớp 1 học luôn. Tất cả 4 đứa luôn. Ba đứa sắp ra đời. Nhưng mà thầy Vũ có cái điều đặc biệt là đi, tức là chuyên đi tìm, rời nhà rất là nhiều lần, chuyên là đi tìm những cái vùng sâu vùng xa nào mà có cái trường nào mà người ta dạy cho con em mình ít thôi, để cái thời gian có nhiều ở nhà để mình dạy thêm, mình tạo thêm những cái thời gian học tập ở nhà cho các em. Thì ba đứa trẻ của tụi Vũ hiện tại bây giờ á, tụi nó giao tiếp tiếng Anh với nhau á giống như người nước ngoài luôn. Và nếu mà gặp ở ngoài thì mọi người sẽ hỏi là nó học trường quốc tế phải không, chưa bao giờ đến trường, chưa bao giờ đi học. Đó là cái cách giáo dục ở nhà của Thi Vũ. Cái đầu tiên thì Vũ thấy rằng là bé thích về khoa học thì Thi Vũ cho tiếp cận về điện tử, về robot. Thì cách tiếp cận như thế nào? Không có dùng lý thuyết suông, không có dùng tất cả những cái mà nó xa vời, và nó sẽ làm cho đứa bé khi mà tiếp cận vô á, nó bị rối và nó sợ, hoảng sợ với một cái ngành mà nó đang thích. Cho nên thì Vũ đưa ngay lập tức một cái mẫu robot, một cái những cái mảnh lắp ghép, nó bị kích thích và nó thích ngay. Và khi nó thích rồi thì tự tìm tòi và học hỏi. Tôi nghĩ là chúng ta xác nhận rằng là có nhiều phương cách khác nhau phù hợp với từng đứa trẻ. Chính cha mẹ là cái người thường xuyên sẽ biết cái đứa con của mình cái đường nào, cái cách nào là phù hợp với nó. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp gì, những cái lời khuyên gì dành cho các bậc phụ huynh? Theo như anh thì có những giải pháp gì anh có thể chia sẻ với mọi người? Tôi nghĩ như thế này, trong một cái ngày đó có 24 giờ, nhà trường có thể tối đa giữ một cháu đó, tối đa là có 8 tiếng thôi. Còn 16 tiếng ở bên ngoài là gia đình và xã hội. Và để cho một đứa trẻ mà nó phát triển tốt, mà mình định hướng tốt cho sau này đó, thì vai trò của gia đình hết sức quan trọng. Mà cái vai trò gia đình quan trọng chỗ này là tôi muốn nói là cái gương mẫu của gia đình, cái sự gương mẫu của cha mẹ. Tổ chức một cái mái ấm cho gia đình, rồi làm đẹp cho cuộc sống trong gia đình, tất cả những yếu tố đó nó hình thành cái nhân cách của đứa trẻ. Mà Huyền có ý kiến chia sẻ gì về những giải pháp này không ạ, cho các bậc phụ huynh cũng như các đứa con? Dạ, theo như em thấy thì em rất là đồng tình với ý kiến của anh Vũ cũng giống như là của thầy Phú. Con cái của mình nó mỗi khi mà trong cuộc sống mình nên đối thoại với nó, và khi mà nó làm sai một việc gì đó thì mình không có nói cái việc đó là, mình không nói nó là hư, mà mình phải nói cho nó biết cái việc đó nó sai ở chỗ nào. Và qua những ý kiến mọi người từ nãy giờ thì chắc là cũng phải mời anh Uy, anh có thể tổng kết lại về những cái giải pháp, những cái tiêu chí gì đó về cái học tập của con cái. Tôi sẽ có hai cái ý chính. Cái thứ nhất là nếu như mà quý vị phụ huynh có thể đọc được các cái lý thuyết về các mô hình giáo dục con cái, ít nhất là một lý thuyết nào đó, một cái phương pháp nào đó, và bây giờ nó rất là nhiều cái mô hình nó được sáng chế ra, được đề xuất bởi người này người kia, nhưng mà nếu mà phụ huynh nó chú tâm đọc ít nhất là một cái thì mình có thể thấy có một cái phương pháp nào đó nó phù hợp với con của mình. Cái thứ hai á, tôi nghĩ quan trọng là mình đặt câu hỏi cái mà mình muốn con mình học là cái gì, mình muốn đứa con của mình nó trở thành cái gì. Tôi nghĩ một cách mà dễ để cho mình hình dung đó, ví dụ như tổ chức như UNESCO là tổ chức mà hầu hết chúng ta đều biết. UNESCO nói có 4 cái nguyên tắc của vấn đề giáo dục. Một là cái việc học á, một là để biết. Cái đó thì chắc là dân mình chắc hầu hết là ok, học để biết. Học để làm thì dân mình bắt đầu ngắt ngứ rồi đó. Là học đó nhưng mà làm không được. Học để trở thành một con người, learning to be, và cuối cùng là học để sống với người khác. Cho nên á, nếu mà mình muốn đứa con nó học thiệt giỏi thì nó chỉ là học để biết thôi. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu của chuyên gia tâm lý cũng như là tất cả các vị khách mời với những trường hợp cụ thể của con em mình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với một thời gian ngắn ngủi của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, các bậc phụ huynh cũng có thể định hướng lại được, hoặc là xem lại xong là mình đã cho con mình học học như thế nào, học để làm gì, giống như là chuyên gia vừa mới chia sẻ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được một tiếng nói chung giữa các bậc phụ huynh và con cái để định hướng cho con cái một cái việc học tốt nhất, một tương lai tốt đẹp nhất cho con của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị có thể yêu cầu chương trình trò chuyện về những cái chủ đề mà quý vị khán giả nào quan tâm, hoặc là quý vị cũng có thể đăng ký ngồi đây để cùng chia sẻ với chúng tôi, và mọi ý kiến đóng góp xin hãy gửi về cho chúng tôi. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Chúc quý vị thật ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào.